Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị đến với Thời sự Tăng Nhi Dân Toàn Cầu, tôi là Diệp Trung Giai. Đài Loan hạ mức cảnh báo dịch bệnh xuống cấp độ 2. Đài Bắc ra mắt Taipei Pass để đặt lịch hẹn tiêm chủng vaccine. Lĩnh nhận khoản hỗ trợ gia đình qua bưu điện. Khai giảng lớp học phụ đạo cuộc sống cho di dân mới. Đài Loan hạ mức cảnh báo dịch bệnh xuống cấp độ 2. Đài Loan đã ban hành cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 hơn 2 tháng. Hiện tại tình hình dịch bệnh đã được ổn định. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương thông báo từ ngày 27 tháng 7, Đài Loan hạ xuống cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2. Số lượng người tụ tập được nới lỏng, 50 người trong nhà và 100 người ngoài trời. Nếu quán ăn có tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tốt, cũng có thể cho khách ăn uống tại chỗ với chỗ ngồi trong nhà. Đài Bắc ra mắt Taipei Pass để đặt lịch hẹn tiêm chủng vaccine. Đài Bắc với chính phủ Đài Loan ra mắt ứng dụng Taipei Pass kết nối với mạng đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Chức năng này không giới hạn với những người ở Đài Bắc, những người ở các quận và các thành phố khác cũng có thể sử dụng. Chỉ cần tải ứng dụng và đăng ký thành viên là có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Hãy hẹn tiêm chủng tại các quận và thành phố gần nhất. Lĩnh nhận khoản hỗ trợ gia đình qua bưu điện. Viện hành chính bắt đầu phát khoản trợ cấp phòng dịch gia đình cho các hộ gia đình có con nhỏ vào ngày 15 tháng 7. Khoản trợ cấp phòng dịch 10.000 đài tệ dành cho đối tượng trẻ em từ cấp tiểu học trở xuống và học sinh khuyết tật cấp trung học. Và từ ngày 15 tháng 7, các phụ huynh có thể chuẩn bị tài liệu liên quan đến bưu điện để đăng ký. Khoản trợ cấp phòng dịch gia đình cho các hộ gia đình có con nhỏ nhận đăng ký đến ngày 30 tháng 9. Khai giảng lớp học phụ đạo cuộc sống cho di dân mới. Nhằm hỗ trợ tân di dân thích nghi với xã hội Đài Loan, Cao Hùng mở lớp phụ đạo thích nghi cuộc sống dành cho tân di dân. Chỉ cần hoàn thành khóa học là được cấp chứng chỉ số giờ học 30 tiếng. Khóa học hoàn toàn miễn phí. Hoan nghênh các bạn tân di dân đến tham gia.